Thưa quý vị, tối qua đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Việt Nam đã diễn ra tại Rysmal Premier Resort Đà Nẵng với sân khấu được kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng đầy nghệ thuật. Sự kiện đã được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Trong đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua các vòng thi trình diễn các bộ trang phục áo dài, công sở và dạ hội đầy ấn tượng. Đan xen phần dự thi của các thí sinh là phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc của các ca sĩ ngôi sao ca nhạc. Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Việt Nam 2023 được tổ chức với mục đích tôn vinh nhan sắc Việt, tìm kiếm gương mặt tiêu biểu xứng đáng để nhận trọng trách của một tân hoa hậu, thực hiện sứ mệnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch, những nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Cuộc thi còn là dịp để các nữ doanh nhân giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng và bản lĩnh trong các hoạt động bên lề của cuộc thi. Vương miện Hoa hậu Doanh nhân Du lịch Việt Nam 2023 đã được trao cho nữ doanh nhân Vũ Thục Hiền đến từ Hải Dương.